Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã có buổi tiếp và làm việc với đại sứ các nước thành viên Liên minh châu Âu EU do đại sứ EU tại Việt Nam Dylan Guerrier dẫn đầu tại buổi tiếp thứ trưởng khẳng định trên nền tảng hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta cũng như quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa việt nam với từng nước thành viên châu âu mối quan hệ giữa việt nam và eu không ngừng được tăng cường và củng cố eu là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu và là nhà cung cấp hỗ trợ phát triển lớn của việt nam với sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật tài chính của eu nhiều dự án về nông nghiệp năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu đã được triển khai đóng góp tích cực vào sự phát triển của việt nam Thứ trưởng mong muốn thời gian tới, EU sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu, sáng tạo khởi nghiệp. Cũng tại buổi làm việc, đại sứ EU tại Việt Nam Julian Warrior nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những đối tác chính của EU tại Đông Nam Á với số lượng hiệp định nhiều nhất. Các nước thành viên EU sẽ tiếp tục đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm phát triển với Việt Nam, đồng thời mong muốn Việt Nam hỗ trợ kết nối cùng các nước châu Âu để đạt được những bước tiến dài trong hợp tác.